Xin kính chào toàn thể cơ khán thính giả của kênh Chuyện Định Soạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay. À, thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị đến với tập số 3 của bộ truyện đồng bệnh viện đồng hoa, một bộ truyện rất là cũng rất là ly kỳ hấp dẫn, rất là phiêu lưu. Thưa quý vị, cũng trong buổi tối ngày hôm nay thì trên kênh hẻm chuyện ma chúng tôi sẽ phát hành tập cuối của bộ truyện đất độc của tác giả Phạm Đức Minh do MC Ngọc Lâm diễn đọc còn trên kênh hẻm tâm linh thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cho ra mắt cái bộ phim ngắn có tựa đề là sợi duyên âm do mc ngọc lâm viết kịch bản cũng như là đạo diễn cái bộ phim đó rất mong quý vị là chào đón cũng như là đồng hành của chúng tôi đi tên một cái sản phẩm mới mà chúng tôi đã có dịp để ra mắt quý vị trong thời gian vừa qua trước mắt thì những cái video ngắn về phim đó thì thưa quý vị là chúng tôi đang cố gắng để cải thiện dần về chất lượng nội dung, chất lượng hình ảnh, cũng như là khâu hậu kỳ kỹ thuật. À, đó cũng là một cái sản phẩm mới đối với chúng tôi thì chắc hẳn là trong cái thời gian đầu sẽ có rất nhiều những cái thiếu sót và rất mong quý vị là à, bỏ qua cũng như là tiếp tục đồng hành và đón nhận chúng tôi nhiều hơn nữa. À, cảm ơn yêu mến và đón nhận của quý vị trong nhiều năm vừa qua đã dành cho chúng tôi. À, ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 3 bộ truyện à, Bệnh viện Đồng Hoa có phần diễn đọc của Định soạn. xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện bệnh viện đồng hoa của tác giả nam lang yếu giảm phì qua phần diễn đọc của định soạn tập ba lộ hà chưa kịp hưng phấn tôn chính đã có chút lo lắng nhìn lộ hà anh còn có thể đi được sao tôn chính có thể cảm nhận được sức nặng của lộ hà trên người của mình không khỏi hỏi hắn lộ hà thử giật giật chân nhếch môi rồi nói còn có thể một bàn tay lộ hà khoát lên vai của tôn chính tay kia chống lên bức tường chậm rãi đứng dậy đứng được một nửa chân liền run rẩy tiếp theo liền mềm nhún ngã xuống cũng may lúc đó tôn chính nhanh tay đem hắn đỡ lên mới có thể miễn cưỡng đứng vững Lộ Hà không có ủ rũ ngược lại còn là một nụ cười. Tôi nhẹ lắm phải không? Tôn Chính cắn răng không để ý tới hắn. Chúng ta phải tìm một nơi đem vết thương này xử lý đã. Lộ Hà đè tay của cậu lại rồi nói. Không vội, tôi có thể đi được chúng ta đến văn phòng của Lưu Quần Phương đi. Văn phòng của Lưu Quần Phương nằm ở đâu? Tôi cũng không biết là phòng nào. Chúng ta xem bản đồ đã. Lộ Hà cố gắng làm cho mình đứng vững, thông thả di động cái chân bị bỏng đó. Vừa nói Lộ Hà liền duỗi tay sờ soạng chiếc ngực của Tôn Chính. Tôn Chính ba một tiếng đánh cánh tay cổ hắn, trong bóng tối không thể nhìn thấy biểu tình, lại nghe có chút oán giận. Anh sợ gì đó? Sợ một chút thì có sao đâu, cũng đâu phải là nữ nhân. Lộ Hà có chút buồn cười, lấy món đồ vừa lấy ra vỗ vào người của Tôn Chính tươi sợ là cuốn sổ ghi chép đó cậu làm gì mẫn cảm dữ vậy tôn chính lập tức im lặng một lát sau chỉ thấy một ngọn đèn nhỏ sáng lên rồi lan dần ra cậu vẫn rất phối hợp mở đèn pin lậu hà một tay cầm cuốn sổ ghi chép cố sức mở ra vừa định thả cánh tay đang vịn trên tường xuống cả người liền dựa vào lưng của tôn chính liền thấy tôn chính lào đảo một chút anh thằn vãn thở một câu thư sinh văn nhược rồi cứng rắn đem cuốn sổ nhét vào tay của tôn chính đoàn lấy đèn pin đặt cầm trên vai của tôn chính rồi nói tuổi chiếu cậu thử xem đi có ghi chép nào ghi về phương diện này không tôn chính bị cọ đến cả người không được tự nhiên giật giật vai lẩm bẩm mà cuốn sổ mà nhạt đèn pin chiếu sáng một góc nhỏ bức tường ở hành lang hẹp dài lộ ra ánh sáng mỏng manh bóng dáng của hai người tựa vào nhau in trên tường thập phần thân mật nhau dựa vào trong một màn đêm âm trầm nhưng cũng lộ ra một phần lo lắng từ từ lộ hà đánh gãy hành động của tôn chính tôi nhớ ra rồi cái gì tôn chính nghi hoặc quay đầu lại bắt gặp sườn mặt của lộ hà phóng đại vì dựa quá gần còn có một tầng mồ hôi mỏng lại vội vàng cúi đầu lộ hà không chú ý tới cậu tự biên tự diễn Tôi nhớ khi cậu tôi mời đến đây để điều tra có nhắc tới Nếu mà trong quá trình điều tra có nghi vấn gì Có thể đến phòng hồ sơ lầu 3 Nơi đó có rất nhiều tư liệu trước kia được lưu lại Nói cách khác chắc sẽ có tư liệu lưu quần phương để lại phải không Tôn chính liền phấn khởi Vậy thì chúng ta mau đi Chỉ nghe tiết lộ hà ngồi bên cạnh cười khổ Dùng mọi loại khẩu khí Thực chân bắt đắc sĩ rồi nói Vậy phải nhà cậu đỡ tôi xuống dưới lầu Tôn Chính liếc người đang dựa trên vai của mình một cái, không nói gì từ sau lưng đỡ lấy lộ hà, liền đi vào trong bóng tối. Như vậy cũng tốt, ít nhất chúng ta đang xuống tầng một. Tôn Chính an ủi nói. Lộ hà liền như vậy bán dựa và Tôn Chính, khập khiễng bước đi. Khi gần đến cửa cầu thang, hắn lại hỏi một câu. Cậu không sợ gặp lão Trương đang lên lầu hay sao? Người dưới thân liền run lên một cái, Tôn chính tạm dừng tay đỡ lộ hà bỗng nhiên nắm chặt. Anh có cảm thấy có điều gì lạ hay không? Tôi cảm thấy rất khác thường. Lộ hà chuyển đầu hướng bốn phía nhìn lại. Bóng đêm dày đặc vẫn như thế, vẫn âm trầm yên tĩnh không có một tia sinh khí, kín không kẽ hở, giống như là một không gian bị thế giới bên ngoài vứt bỏ. Chờ ánh sáng mỏng manh từ chiếc đèn pin nói cho họ biết đây là một nơi trong bệnh viện. Làm sao khác thường? lộ hà không hiểu được ý của tôn chính tôi cảm thấy ở đây càng ngày càng im lặng càng ngày càng tối tăm tôn chính nói xong giống như cũng tự giác được điều mình nói không hề có đạo lý thanh âm liền nhỏ dần xuống lộ hà vẫn như cũ không hiểu gì cả thật giống như là chìm trong đêm tối không khác gì ngoài bãi tham ma cả tôn chính miêu tả không rõ đành phải buông tha cho nó thôi quên đi là tôi đa tâm Nói xong ở trong lòng cười nhạo Mình cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ lung tung Nhưng mà lộ hà lại không yên lòng Nhắc nhở tôn chính phải biết đề cao cảnh giác Thời gian xảy ra đại hòa năm 2000 là vào lúc nửa đêm Như vậy hiện tại hẳn đã qua nửa đêm rồi Phần lớn những chuyện bí ẩn đều phát sinh từ 12 giờ khuya cho đến 3 giờ sáng Trong khoảng thời gian này những thứ đó rất dễ hoạt động Tuy rằng gặp rất nhiều hiện tượng khó có thể giải thích Nhưng mà tôn chính đối với những chuyện ma quỷ vẫn thập phần bài xích lộ hà bệnh cũ tái phát là một lần nữa nghi thần đoán quỷ làm cho cậu không khỏi nhíu mày lộ hà không chú ý tới phản ứng của tôn chính nhưng cho dù là thời gian hoạt động của những thứ đó cậu đáng lẽ phải cảm thấy giống như có chuyện gì đó đang chuyển động trong bóng tối cất giấu nhiều thứ rất bất an mà không phải toàn bộ thế giới yên tĩnh lại chứ không đâu phải là đang viết tiểu thuyết anh cứ làm như vậy Tôn Chính đánh gãy miêu tả càng ngày càng quỷ dị của lộ hạ. Chắc là ảo giác mà thôi, chúng ta tiếp tục đi xuống dưới. Vừa định cất bước xuống lầu, đèn pin lắc lư chiếu xuống cầu thang tầng 3. Tôn Chính đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận đau đớn, đầu óc có một chút choáng váng. Khi ánh sáng chiếu xuống cầu thang đều biến thành những hình ảnh màu xám, giống như những cảnh hôn ám trong những bộ phim truyền hình. Ảo giác trong giây lát làm cho cậu cảm thấy trong trí nhớ xa xôi giống như có một người đang nói chuyện Ánh sáng biến mất bên cạnh bóng đêm vô tận Quả nhìn có một chút kỳ quái Cậu không có nói điều này cho lộ hà Điều chỉnh hô hấp tiếp tục bước ra cầu thang đầu tiên của lầu ba bệnh viện Đồng Hoa Hai người bước chân thông tà lại chậm chậm Tôn chính cảm thấy mình giống như đang bị gần cái gì đó Nhanh đem ý nghĩ quỷ dị này quẳng ra sau đầu mất một chút công sức, hai người nâng đỡ lẫn nhau, rốt cuộn cũng đến tầng 3. Tiếng bước chân vang dội rồi biến mất ở cuối hành lang. Hai người đồng thời không phát ra âm thanh, ngay cả tiếng hít thở đều không nghe thấy. Tôn Chính rốt cuộn biết cảm giác này là gì, cảm giác như cả thế giới chỉ còn lại chính mình. Bờ môi của cậu hơi rung động lại nói không ra tiếng. Chúng ta mau đi, phòng hồ sơ chính là căn phòng đầu tiên âm thanh bên tai của lộ hà từ phía sau vang lên cứu vớt cậu khiến cho cậu cảm thấy thế giới này có một tia sinh khí lộ hà lê chân một tay chống tường một tay khoát lên vai của tôn chính chậm rãi hoạt động vừa đi không được hai bước hai người đồng thời dừng lại giống như có vật gì đó dính dính lại ẩm ướt nằm trên sàn nhà bất kể là cái gì tại sao xuất hiện lại ở hành lang tầng ba hai người đồng thời cúi đầu nhìn xuống dưới chân của mình ánh sáng đèn pin dừng lại máu vết máu một vệt máu dài mang theo nồng huyết hình như là vừa mới chảy ra dưới ánh sáng đèn pin nhìn hết sức ghê người tại sao lại xuất hiện ở đây tân chính vừa cảm nhận được sự sống của thế giới đột nhiên vết máu xuất hiện đem cậu trở về hoàn cảnh thật trong đầu hai loại tư tưởng xoay thành một đoàn cuối cùng cậu vẫn làm ra một phản ứng của người bình thường ai bị thương còn có người khác chúng ta mau đến giúp đỡ nói xong cậu nâng lộ hà muốn đi về phía trước lộ hà mạnh mẽ đè cậu lại lực đạo mạnh chưa từng có khiến cho cậu xém chút nữa không đứng vững ngã về phía trước trở đã cậu nhìn kỹ lại xem lộ hà âm thanh thật nghiêm túc tôn chính đỡ sức nặng của người lộ hà lộ hà cầm đèn pin trong tay chiếu xuống mặt sàn nơi này không chỉ có duy nhất một bãi vết máu máu đỏ tươi uốn lượn thật dài trong hành lang sâu hút một vết máu thật dài nó rút cuộc là cái gì đèn pin chậm rãi chiếu từ vệt này sang vệt khác trên hành lang đầy những vệt máu nhiều máu như vậy càng khiến cho người khác không an tâm trong bóng tối một âm thanh vang lên đầy quấy nhiễu vết máu vẫn còn chảy dự cảm xấu trong lòng của hai người dâng lên đó là cái gì giống như là bệnh viện sở hữu quỷ mị ảo ảnh trong lúc này đều không tránh được chỉ có âm thanh sàn sạt trong bóng đêm âm chầm vang lên âm thanh cuối kéo dài kích thích dây thần kinh của cả hai ánh sáng mờ nhạt rút cuộc cũng chiếu đến cơ hồ không đến một giây lộ hà phản ứng rất nhanh tắt chút đèn pin tuần chính ăn ý xuất hết khí lực ôm lấy của lộ hà hướng góc phòng thứ nhất chạy đến cửa phòng cư nhiên vẫn mở hai người trực tiếp chạy vào tôn chính thở phi phò đóng chặt cửa lại Chạy mau Trong nháy mắt đó có những tiếng hét đều động trong cổ họng Ở vịt máu cuối là một cục gì đó Đang chậm rãi di chuyển Chậm rãi đi về phía trước Giống như thân thể người Hình dạng vặn vẹo mà con người không thể làm ra Vết máu đó thật dài là nó thả ra Cứ như vậy trên mặt đất chậm rãi di chuyển Cứ đi không chút cố kỵ Tự hồ trong phạm vi bệnh viện này đều là của nó Hai người hoàng hồn chưa định nghỉ ngơi ngồi thật thật mạnh một hồi lâu cũng chưa mở miệng nói chuyện nó là cái gì nó đi hướng nào nó có quay lại hay không đầu óc trống rỗng trong nháy mắt lại nhảy ra nhiều vấn đề trong khoảnh khắc đó trong đầu đình chỉ công tác tích lũy rất nhiều câu hỏi hai người liếc nhau Lầu hạ thậm chí không thèm mở đèn pin không muốn lại nhìn thấy nó nữa nếu ở thời điểm đó nó đột nhiên quay đầu lại sẽ có bộ dáng gì Bọn họ không dám suy nghĩ tiếp Còn chưa biết nó là cái gì Hai người theo bản năng làm ra phản ứng nhanh nhất trong đầu óc Cùng với thân thể đều muốn trốn tránh vật thể kia lầu hà dần dần thử hoãn xuống Phát hiện tôn chính vẫn còn đang thả từng ngụm. Chính, cậu đang làm sao vậy? Hắn lê âm thanh cực thấp hỏi Tự hồ sợ hãi sẽ kinh động đến vật thể ngoài đó Đau, trong ngực rất đau không thở nổi Tôn chính ôm ngực vẫn giữ tư thế nằm nghiêng trên mặt đất hai chân cuộn lên. Lộ Hà cuốn quít cúi người tìm tôn chính rồi nói: có thể là do phản ứng xấu gây ra loại tình này tôi cũng có nghe nói qua nó nó thực thể hóa. Tôn chính nghiêng mặt đi biểu tình vẫn như cố rất thống khổ há miệng rồi hỏi: có ý gì vật vừa rồi là vật gì vậy hả? Lộ Hà liền lắc đầu rồi đáp: tôi cũng không biết trong truyền thuyết có rất nhiều quỷ sẽ biến thành bộ dáng của mình trước khi chết. Nếu như không giải thích một cách khoa học thì quỷ phát ra sóng điện rất mạnh. Một khi sinh ra cộng minh hoặc là xung đột với sóng điện của vật chủ có khả năng làm cho con người sinh ra phản ứng khác nhau. Tuần chính có chút khó khăn nâng khóe miệng. Phải vậy không? Biết đường cầu hơn nửa phần đã bắt đầu tiếp nhận chuyện này nhưng trong lòng vẫn còn nghi vấn lo âu. Vậy theo anh nói, Ngừng một lúc tôn chính lại mở miệng câu mày Ở cái bệnh viện tư nhân này Có ai đó đang đi trên hành lang Bước đi sau đó rồi ngã chết Cái này um... Lộ Hà hình như vẫn còn Đang suy nghĩ về vấn đề này Nhưng mà vẫn chưa có manh mối Ai chết rồi lại đi lấy tư thế kỳ lạ này Đi tới đi lui trong bệnh viện Chẳng lẽ không phải là bóng trắng trong nhà xác Bóng đen trong phòng giải phẫu hay sao vật nọ kéo theo một dãy máu dài cứ chiếm lấy đầu óc cổ hắn hắn cứ cảm nhận được gì đó nhưng không thể nói rõ được tôn chính đỡ được một chút thở nhẹ một hơi rất cuồng có thể chậm rãi đứng dậy xoa xoa ngừng có chút đau đớn cảm thấy lộ hà trong bóng đêm đưa tay trước mặt cậu bất đắc dĩ nắm lấy kéo hắn dậy tốt lắm hiện tại chúng ta nên làm gì tôn chính kéo lộ hà hỏi tìm tư liệu của lưu quận Phượng Lộ Hà lại mở đèn pin, trong phòng liền truyền đến ánh sáng mỏng manh. Nếu có thì một đèn pin thì chúng ta có thể chưa ra tìm rõ. Ánh sáng của đèn pin đảo qua căn phòng hồ sơ, ở chính giữa là một loạt giá sách, trên mặt trên là những tư liệu được sắp xếp ngay ngắn. Dựa theo loại hình khác nhau mà phân biệt, có thiết bị hồ sơ hợp đồng hồ sơ, bên bà mặt tường là mấy ngăn tủ đã bị khóa, trong ánh đèn trên đó vô toàn là bụi trong không khí nhẹ bay. Chiếu sáng bên phải có một cánh cửa nhỏ, cửa đang mở ra, bên trong là một mảnh đèn tuyển. Bên kia chắc là văn phòng phụ, chúng ta sang bên đó tìm đi. Hai người tạm thời quên đi nỗi sợ hãi đang rình rập ở bên ngoài, lại giống như tìm được một chút hy vọng, cộng nhau nâng bước đi đến văn phòng đó. Vừa bước vào trong văn phòng, hai người đã bị đống văn kiện loạt thất bát tao dưới đất dọa giống như là từng có cuồng phong thổi vào làm cho mọi thứ lộn xộn cả lên có vài cái bị bay đến trống rỗng hỗn độn nằm lung tung quả thật không biết là ai đã gây ra chẳng lẽ là không có ai đến đây sắp xếp lại tư liệu tôn chính một bên hỏi một bên cẩn thận giúp đỡ lộ hà siêu hắn đến trước ghế ngồi xuống khổng giống ánh sáng của đèn pin trong tay của lộ hà chiếu qua đống văn kiện đó Cậu xem thời gian đó đi Đây là năm 2000 đó Năm 2000 Tuấn Chính ngồi xổm xuống Nhặt lên mấy phần kiện đó Phía dưới quả nhiên đều viết là năm 2000 Cái này giống như là hồ sơ đánh giá Thành tích công nhân bình thường thôi Cũng không có gì đặc biệt Lộ hà ở bên kia không thể đậm chân Chỉ có thể động tay Kéo mấy ngăn tủ ra Thử tìm xem có đèn pin nào dùng được không Vậy là có ai đó đang tìm tư liệu đúng không? tôn chính lật vài tờ để xem toàn là lý lịch của nhân viên bởi vì bị làm cho xáo trộn cho nên cũng không biết cụ thể nói về phương diện nào thật tốt quá bên kia lộ hà phát ra một tiếng hoan hô duỗi tay để cho tôn chính một cái đèn pin khác lại không biết từ đâu lấy ra một chiếc bánh bao gì hỏi đói không muốn ăn không tôn chính nhận đèn pin có chút do dự nhìn chiếc bánh bao còn ăn được sao sao không ăn được chứ lộ hà đang muốn cắn một miếng dù sao thì tôi cũng đói bụng lắm rồi tôi không đói tuần chính bởi vì chuyện này vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh cầm đèn pin có chút bất an chiếu lên văn kiện tôi cảm thấy có điều kỳ quái bệnh viện không phải sẽ cố định sắp xếp lại tài liệu hay sao vì lý do gì hôm nay lại có nhiều hồ sơ bị lục lọi như thế tôi tôi không biết lộ hà miệng ngầm bánh bao giọng nói mơ hồ không rõ vừa mới quay đầu đã bị một tờ giấy bị vật nặng đè lên hấp dẫn. Mà tôn chính giống như là đối với đống tư liệu sinh ra hứng thú lớn, bắt đầu ngồi xuống thu thập lại, dựa theo số mà sắp xếp. Anh xem này, lộ Hà bên trong tư liệu này có rất nhiều nhân viên tạm thời rời cương vị hoặc là đã nghỉ. Tư liệu của Lưu Quần Phương anh nghĩ có ở trong đây không? Nửa ngày cũng không có nghe Lộ Hà trả lời, Tôn Chính nghi hoặc ngẩng đầu lên. Lộ Hà đang chìm trong hai tờ giấy mỏng manh ở trong tay, không hề chuyển mắt, thần sắc thập phần nghiêm túc, chuyên chú đến quên mất mình đang ở hoàn cảnh nào. Tôn chính đi qua, nhìn phong bì để trên mặt bàn đã bị phủ đầy bụi. Lưu Quần Phương Cậu kinh ngạc chuyển mắt sang phong thư trên tay của Lộ Hà. Chữ viết ở trên thư, bởi vì đã lâu lại không được bảo bọc tốt, rất nhiều chỗ đã bị ướt, chữ đều đã bị nhòe đi cậu đi ra phía sau của lộ hà muốn xem nội dung ở bên trong sừng hồ mà đầu cũng làm cho cậu giật mình cháu gái quần phương thật vui khi nhận được thư của con ông đã rời khỏi đó thật lâu cũng đã dần rời xa mấy thứ đó nhưng lại không nghĩ đến con sẽ hỏi ông mấy vấn đề này con còn nhớ lúc con nhỏ không thích công việc của ông cũng không thích ông gần gũi đại khái con cũng giống rất nhiều người cảm thấy ông chỉ biết giả thần giả quỳ để hù dọa người ta ông sẽ không giải thích cũng không biết giải thích ra sao với con bởi vì có rất nhiều chuyện trừ bỏ chính mình đã chứng kiến không ai thấy sẽ không tin tưởng có đôi khi cũng là hoài nghi của chính mình từ ngày đầu đi theo con đường này ra ra cũng biết sẽ bị như vậy trong tất cả thời gian chúng ta đều chiến đấu một mình gặp rất nhiều nguy hiểm có rất nhiều người đã hy sinh cũng có rất nhiều người cứ như vậy mà phải bỏ cả đời Nhưng bình thường mọi người đều gặp phải chuyện ngoài ý muốn Mất tích hoặc chờ xử lý vấn đề Lúc trước già già tham gia có quen đường thai tiền bối Một người ở Giang Tây Còn có nhớ lần ông đi Giang Tây thật lâu Không có đến sinh nhật 10 tuổi của con chứ Mất tích Còn có một người lúc này đang ở trong bệnh viện tâm thần Ông đã khuyên con còn đã quên sao Công việc của con là do mẹ con giới thiệu Con nhớ con lần đầu tiên cầm lương tiền trở về Cao hứng phấn chấn Thật có lỗi ra ra khi đó tạt cho con một gáo nước lạnh Ông nói con trên người âm khí trầm trọng gặp phải hung thần Cho đó không thể tiếp tục ở lại Kêu con mau từ chức đổi công việc Kết quả tiết âm lịch năm đó Con không về đến nhà của ra xa ăn tất niên Nghe mẹ con miêu tả qua bệnh viện đồng hoa đó Ông thực xác định con không nên làm việc ở đó con còn nhớ ở thành phố phía nam có một lò gạch bị bỏ hoang sao lúc trước con hỏi ông gì trương nhà bên cạnh mất tích ở đâu ông đã chỉ vào lò gạch đó nói gì ở đấy thế mà con về nói cho mẹ liền bị mẹ đánh cho một trận ở mỗi một nơi trong thành thị đều có một địa phương tụ tập bọn chúng những tội ác đường sinh ra sẽ chảy về nơi đó tầm bổ cho nó có rất nhiều người không cẩn thận lạc vào cứ như vậy bị nó đốt chừng vĩnh viễn bị chôn vùi công việc của gia gia chính là cứu những con người có cơ hội thoát ra còn không cần vội cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ gia gia đã phái một người đến giúp đỡ con đại khái là qua vài ngày hắn sẽ đến tên hắn là lộ hiểu vân năm nay hai mươi lăm tuổi dáng người cao gầy đến lúc đó cũng phiền con hỗ trợ an bài một chút gia gia cùng nó đấu nhiều năm như vậy hiện tại mới biết được ra ra sai lầm rồi. Lưu Mục Nhiên, ngày 10 tháng 4 năm 2001 Lộ Hà xem xong bức thư, tự hồ cũng quên tôn chính tồn tại thì Thảo nói Anh hai, suốt cuộc cũng có tin tức của anh. Cái gì ạ? À? Tôn chính há miệng lớn, anh nói cái gì? Lộ Hà lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của cậu. Giật mình tay giấu kia tờ tay giấu đi tờ giấy kia rồi nói lộ hiểu vân chính là anh của tôi anh anh hai của anh tôn chính không kịp phản ứng anh hai anh tại sao lại có quan hệ với ông của lưu quần phương chứ lộ hà không những có trực tiếp trả lời vấn đề của cậu trên cái mặt mang theo một ít sùng bái nói anh tôi là chuyên nghiệp tôi chỉ là một tên vô danh cái gì cậu không biết hiện tại cuối cùng tôi cũng tìm được tin tức của anh ấy anh hai của anh giống ông của cô ấy biết được chuyện này có thể nói là như vậy năm một anh ấy đột nhiên nói là muốn đi cộng tác xả thu dọn đồ đạc liền rời đi mấy tháng trước còn có thể thu hoạch được tin tức báo bình an hay gì đó nhưng mà đến năm hai thì không có tin tức nào nữa cả bởi vì trước kia từng có tình huống như vậy chúng tôi từ đầu không có để ý nhưng mà qua thật lâu một chút tin tức cũng không có chúng tôi không biết anh ấy đi đâu bắt đầu sốt ruột đi tìm tìm đến nhiều năm như vậy nhưng mà không phải anh nói rằng cậu của anh mời đến cho nên mới đến sao tôn chính đột nhiên mà to hai mắt nhìn anh gạt tôi anh căn bản không phải là người nhà của ông chủ gì cả anh tới đây là để tìm anh hai lộ hà lộ ra một cái biểu tình không nề hà nhưng quả thật tôi có đến gặp viện trưởng hỏi thăm tin tức của anh hai cậu xem tháng trước tôi đột nhiên nhận được địa chỉ này cũng không biết là ai gửi tới hắn vừa nói vừa lục lọi bên trong quần áo lúc nãy tại căn phòng kia tôi cứ nghĩ là mình đã chết tôi còn muốn đưa cái này cho cậu tôn chính giận dữ ngắt lời của hắn chìa khóa hắn vừa lấy ra một lần nữa rớt xuống cho nên là từ đầu anh đã có mục đích gạt tôi theo anh để tìm kiếm như vậy chúng ta gặp phải cái địa phương quỷ quái này cũng đã nằm trong dự tính của anh lầu hà cúi xuống cười khổ nhặt chìa khóa rồi nói không phải tôi cũng không nghĩ tới Tôn Chính hùng hằng theo dõi hắn, ông ngực không nói lời nào. Lộ Hà ánh náy nhìn Tôn Chính, không biết nói gì cho tốt. Chẳng mọc một lúc lâu lại ngư ngác được qua cái bánh bao trong tay. Nè, cậu vẫn nên ăn chút gì đó. Tôn Chính liếc hắn một cái xoay người liền đi ra ngoài. Từ từ đã chính, cậu muốn đi đâu? Lộ Hà quá sợ hãi lại không đứng lên được giữ chặt Tôn Chính, Tôi không thể đi theo con đường của anh Tôi muốn tự mình tìm đường đi Tôn chính một bên lớn tiếng nói xong Một bên đi tới cửa Cậu vừa đi tới cửa Đột nhiên cảm thấy dưới chân của mình dinh dính cúi đầu lấy đèn pin chiếu xuống Chờ đã Cậu đã quên vật ngoài kia rồi sao Lộ hà sốt ruột kêu lên Lộ hà từ xa nhìn cậu Trong nháy mắt cảm thấy hô hấp đều dừng lại Miệng muốn gọi tên của tôn chính Lại không có cách nào phát ra âm thanh hắn thấy một bãi máu từ cửa phòng hồ sơ chậm rãi tiến vào tôn chính sắc mặt trắng bệch cúi đầu ánh mắt chăm chú vào dưới chân mà cánh cửa trước mắt cầu không ai đụng tới lại nhẹ nhàng giống như có một trận gió thổi qua từ nó mở ra tôn chính nhìn vết máu đỏ sầm đó nồng đậm ở trong bóng đêm tràn lan tràn ngầm toàn bộ tầm mắt sau đó cậu cảm thấy một luồng gió thổi đến cậu cầm đèn pin chiếu về phía trước một đôi mắt đang nhìn cậu chính lộ hà đứng lên lại ngã xuống hắn cố gắng đi về phía trước vài bước ngẩng đầu lên không có tôn chính không có ai cả cửa phòng hồ sơ vẫn đóng dưới sàn cũng không có máu tôn chính không thấy chỉ có một mình hắn lộ hà kinh ngạc nhìn cánh cửa kia mắt bị xoa đến phát đau tôn chính vẫn không hề xuất hiện hơn nửa ngày mới chậm rãi phục hồi lại tinh thần hắn mới tiếp tục nhận được sự thật tôn chính biến mất công vật thể đó biến mất hắn dùng tay chống mình đứng dậy trong đầu sẽ chuyển rất nhiều ý niệm và suy đoán chẳng lẽ tôn chính bị quỷ đem đi tôn chính sẽ biến thành quỷ hay tôn chính chạy trốn nhưng làm sao mà chạy nhanh được tư vậy tôn chính kỳ thật không có người nào là tôn chính cả à? hay chỉ là một mình ảo giác mà thôi càng nghĩ càng vớ vẩn càng nghĩ càng lạc đề cuối cùng có một biện pháp thực tế cũng không có hắn thế nhưng mà lại mất bình tĩnh hắn vỗ đầu bởi vì sốt ruột và kích động mà trở nên rối tinh rối mù tự mình mặc niệm bình tĩnh đi lộ hả bình tĩnh đi chính nhất định vẫn còn ở đây cho dù thế giới có vớ vẩn đến đâu đi chẳng nữa cũng sẽ có quy luật riêng chỉ cần phá vỡ nguyên tắc của nó ở trong thế giới này cũng chính là như vậy chỉ cần tìm được quy luật của nó sẽ tìm được biện pháp để cứu tổn chính. Lộ Hà tự an ủi chính mình, vịn tay vào ghế đứng dậy, ngồi trở lại nhìn lá thư đặt trên bàn đó. Anh hai nếu là anh, anh sẽ làm gì? Trong hai ấn tượng của hắn, đã vĩnh viễn dừng lại hình dáng của năm 2001, vĩnh viễn thần bí như vậy, dù nhìn thế nào cũng không thể thấu hiểu. Mẹ ơi, anh hai buổi tối không chịu ngủ, Lúc trước hắn còn cùng mẹ cáo trạng như vậy Mẹ vội vàng bịt miệng cổ hắn Ôm hắn vào trong lòng Đừng nói bậy anh hai con bị bệnh đó Nếu để hàng xóm biết Sẽ xem anh hai con như là yêu quái đuổi đi Hắn tưởng đem nửa đầu giấu ở trong chăn vụng trộm nhìn anh hai sinh bệnh Lộ hiểu vân ngồi ở bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn cảnh đêm ở bên ngoài Không có chăng cũng chẳng có sao Anh hai rốt cuộc là đang nhìn cái gì Bóng tức tràn ngập anh hai rất thích sống trong bóng đêm thậm chí có đôi khi hắn nửa đêm thức giấc lộ hà không thấy anh hai đâu cả hắn loáng thoáng phát hiện anh hai không giống người thường anh hai có khi sẽ chăm chú nhìn người khác giống như là xuyên qua họ nhìn vật gì đó mẹ cũng rất đau đầu thầy giáo thường xuyên đến làm phiền oán giận lộ hiểu vân đi học luôn ngủ gục hoặc là lộ hà nghịch ngợm gây sự với bạn bè anh hai đối với những chuyện này vẫn duy trì trầm mặc lộ hà từ nhỏ đã cảm thấy trên người của anh hai cất giấu một lực lượng gì đó những vấn đề này đối với anh hai đều không là gì cả mọi chuyện đều không quan tâm cũng không giải quyết lộ hà mơ mộng nghĩ khói miệng không khỏi lộ ra một tia cười khổ nếu như mình có một nửa thiên phú của anh hai cũng tốt hiện tại sẽ không thúc thủ vô sách như vậy sau khi hắn lớn dần lên mới mơ hồ biết được một bí mật của anh hai chính mình đi điều tra một ít chuyện còn theo dõi những hành động của anh hai đều do hứng thú và tò mò mà thôi nay lộ hà lại hối hận chưa từng thực sự đi theo lộ hiệu vân nghiên cứu có lẽ do trước kia hắn cũng chỉ tìm thấy cái mới lạ chưa bao giờ đem những chuyện bí ẩn này xem là sự thật mày thật là vô dụng lộ hà tự chế giễu mình chân vẫn như cũ vô cùng đau đớn không có cách nào khác chống đỡ hắn bước đi cho dù hắn hiện tại có thể vịn tường để rời khỏi phòng hồ sơ nhưng mà gặp chuyện nguy hiểm cũng không thể chạy thoát cho dù tìm được tôn chính chưa thoát khỏi đó mà đã liên lụy trong đầu lại hiện lên ánh mắt tôn chính giận dữ chừng chừng ngũ quan đoàn chính đều nhận lại còn chọc cậu ấy sinh khí lộ hà ngửa đầu tựa lưng vào ghế ngồi nhìn trời thật sâu và hít thở một hơi Đáng tiếc cảm xúc uể oải này chỉ xuất hiện trên người của hắn một giây. Hắn bỗng nhiên ngồi thẳng dậy của lấy bền pin. Hắn nhớ rõ tôn chính có nói gì đó. Bên trong có rất nhiều tư liệu về công nhân, đều là những công nhân tạm rời cương vị hoặc đã từ chức từ năm 2000 trở đi. Đèn pin chiếu về sàn nhà hỗn độn, có những màu giấy còn in lại dấu chân của tôn chính. Bên cạnh là một chồng hồ sơ trình tề mà tôn chính đã sắp xếp Lầu Hà cúi người xuống lấy chồng tư liệu kia lại đây. Tùy tay lận vài tờ, quả nhiên là tôn chính sắp xếp còn rất có phong cách. Trong thời gian ngắn như vậy đã sắp xếp gần hết đống tư liệu nhân viên này. Hơn nữa còn theo thứ tự đánh dấu, từ đầu đến cuối đều là những tư liệu công nhân tạm rời cương vị hoặc là từ trước từ năm 2000 cho đến năm 2002. Những năm về sau đều không có. Hắn lại nghĩ đến vấn đề của tôn chính là bệnh viện định kỳ sửa sang lại tư liệu sao? Nhưng tại sao chỉ có trong khoảng thời gian này, giống như là con người đã đến lấy đi? Phòng thư trên bản Lưu Quẩn Phương cũng rất kỳ quái. Tại sao lại có người đến lấy đồ của Lưu Quẩn Phương? Hắn có một dự cảm không tốt. Tôn Chính biến mất cùng những thứ này có quan hệ gì không? Một bên đoán mò, hắn bắt đầu cẩn thận lật xem những thứ mà Tôn Chính lưu lại. Tại thứ nhất là từ năm 2000 rồi bỏ cương vị hoặc từ chức, bỏ qua những tin tức cơ bản và chức vị công tác, còn có lý do rời bỏ cương vị. Những tư liệu sau cũng đều như vậy, đều được viết lại những lý do. Tư liệu cuối cùng có một đánh dấu số nhỏ nhỏ, tự hồ là rất quan trọng trong tư liệu tham khảo đánh dấu. Lộ Hà là đến cuối cùng, sau năm 2002 đều không có. Hắn nhìn nhìn đèn pin ở trong tay, ánh sáng tựa hồ giảm đi đôi chút Xem ra đèn pin sớm hay muộn gì đó cũng không đủ dùng Hắn nhíu mi Ánh mắt lại rời đến chồng tư liệu kia Có một cảm giác không đúng ở chỗ nào đó Lấy ra nhiều tư liệu như vậy Lý do là tại sao Lộ Hà đã muốn bất chấp hoàn cảnh hiện tại của mình Bệnh viện bóng đêm Vật đó thứ nọ Hắn đều không kịp tự hỏi Hắn nhìn chăm chú vào những thứ trên tư liệu ngón tay theo bản năng ở trên mặt vuốt vẻ nó. Một tờ, một tờ lật rồi lại lật, mọi thứ đều xem qua một lần. Quả nhiên là đánh dấu, chính giữa đã thiếu đi vài số, căn cứ và những con số này hẳn đều là cùng một chỗ. Nhưng từ B4 đến B7 thì không có. Trong này cũng không có đoạn tư liệu khi lưu quẩn phương biến mất. Lầu Hà rút cuồng có thể khẳng định kết luận, có người đã lấy đi đoạn tư liệu này còn cố ý che giấu bộ phận tư liệu kia cách đây không lâu bên trong tư liệu có cái gì tại sao lại phải cần che giấu ai lại không muốn người khác thấy chẳng lẽ là ông ta Lộ hà không có lừa tôn chính trước khi đến đây anh thực sự có gặp mặt viện trưởng lục viện trưởng tóc hoa râm cười dài tiếp đãi hắn tuy rằng không có nói tin tức của anh hai nhưng rất hoan nghênh hắn đến điều tra bệnh viện ở chỗ tôi có mấy bản tư liệu và bản đồ phòng hồ sơ còn có một ít văn kiện nằm đó nếu mà cậu cần tôi tùy thời đều có thể đưa cho cậu đồng hoa bệnh viện có vấn đề quả thần thực làm cho chúng tôi đau đầu hiện tại đã chuyển thành tư nhân mấy vấn đề này chúng tôi tự giải quyết là chuyện đương nhiên nếu cậu có thể giúp chúng tôi điều tra ra một chút mảnh mối thì tốt viện trưởng riêng có nhắc đến phòng hồ sơ tư liệu và bản đồ là do ông ta cung cấp Hiện tại nghĩ đến người thích hợp đứng nhìn từ xa thập phần có hiểm nghi Bọn họ ý đồ che giấu cùng với lộ hiểu vân có quan hệ gì Có phải khi vừa đến đây những tư liệu này đã bị người khác lấy đi Lộ hà hồi tường lại Trong lòng có loại tức giận khi bị người khác thiết kế cúi đầu mắng trong một tiếng đem chồng tư liệu kia hết thảy xuống bàn Khó trách cảm thấy không thích hợp Bất quá lão già viện trưởng kia ngàn tường vạn tường cũng không nghĩ đến lộ hà còn chưa chân chính bắt đầu điều tra đã đem chính mình vào huyện vẫn còn chưa muộn lộ hà tinh thần bỗng nhiên rung lên lập tức chuyển hướng đến cái hộp đặt trước mặt xem ra bọn họ còn chưa xem nội dung bên trong phía dưới có đè một lá thư nói một cách khác trước khi lấy đi những văn kiện đã có lá thư của quận phương hắn lập tức đem cái hộp kéo đến trước mặt của mình, giống như là tùy thời sẽ có người cướp đi. Những thứ bên trong hộp đều đã bị lấy mất, để lại lá thư tối trọng yếu kia quả thật là vạn hành trong bất hạnh. Mà ra công tác chứng minh của Lưu Quần Phương, ở tầng thấp nhất có đặt một tấm ảnh. Bên trong là một cô gái khoảng chừng 20 tuổi và một đứa con nít. Cô gái để tóc dài, tóc đều hất ra phía sau trình tỉ ngay ngắn, nhìn mặt cô toát ra một loại tự tin khi mà đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên. Lộ Hà xem công tác chứng minh cô gái đó có một khuôn mặt thanh tú này hẳn là Lưu Quẩn Phương. Cậu nhóc bên cạnh cô ấy trên gương mặt tròn trịa và một đôi mắt sáng ngời như là ánh mặt trời. Mái tóc ngắn mềm mại lại đen tuyền, miệng cười theo một chút trẻ con kiêu ngạo còn có chút khinh thường. Lộ Hà đặt tấm ảnh lật sang đằng sau phát hiện sau lưng còn viết một dòng chữ siêu vẹo. Dì quần phương ơi, kêu bác sĩ nghiêm và kỳ quái thúc thúc đến thăm con đi. Ngôn ngữ thập phần bá đạo lại mang theo một ít làm nũng, theo sừng hồ chắc là đứa nhóc kia viết. Bác sĩ nghiêm và kỳ quái thúc thúc, có thể bị xem là một kỳ quái thúc thúc, lộ hạt trực tiếp liên tưởng đến anh hai của mình, lộ hiểu vân. Nếu thật là lộ hiểu vân, như vậy anh hai quả thật đã đến bệnh viện này gặp được Lưu Quẩn Phương. Không chỉ có như vậy mà còn ở lại đây một quãng thời gian dài, còn nhận thức được cậu nhóc kia. Bất quá bác sĩ nghiêm, Lộ Hà chụp đống tư liệu kia lật lại, nhưng không có tư liệu của ai họ nghiêm. Nói một cách khác, bác sĩ này vẫn còn ở đây làm việc, hoặc là đã rời cương vị, nhưng tư liệu đã bị lấy mất. Tính cách đàng nghi của Lộ Hà khiến hắn có rất nhiều phỏng đoán có khi nào bác sĩ Nghiêm chính là người đã lấy đi mấy tư liệu này không? Tôn Chính đang cảm thấy rất lạnh, lạnh đến khiến cho cậu tập tức mở mắt. Thật tối đây là nơi nào? Vừa rồi trong đầu của cậu hiện lên một gương mặt cùng với ánh mắt đó. Không, không có khả năng. Cậu dùng cánh tay cứng nhắc vỗ vào mặt của mình. Thẳng đến cảm giác cảm nhận được rất sâu sắc rằng mình không phải nằm mơ. Nhưng mà... Cậu chậm rãi ngồi dậy, bóng đêm hoàn toàn bao phủ lấy cậu áp bức đến cơ hồ không thở nổi cậu đột nhiên nhớ tới rằng trong tay của mình vẫn còn cầm một cây đèn pin ánh sáng duy nhất liền hiện ra sáng người trong nháy mắt làm cho cậu có chút không thích ứng thần chính khó chịu nhắm mắt lại một lúc sau mới có thể miễn cưỡng nhìn tình hình xuống xung quanh đây là một cái hành lang hai bên tràn ngập sương mù ánh sáng giống như là tùy thời đều có thể bị hắc ám ăn mòn Cậu kinh ngạc đứng lên Không biết từ đâu chuyển đến gió lạnh Theo ống quần chạy dọc sống lưng Lại đến lưng của cậu xuất ra một tầng mồ hôi Cậu thậm chí là không dám bước chân Không có tiếng lầu Hà tự nhiên vui cười Giờ phút này cậu chỉ cảm thấy sợ hãi Trước hoàn cảnh xa lạ quỷ dị này Ánh sáng của đèn pin Chưa đến hành lang sâu kín Chưa đến một nơi hình như là cuối hành lang Cuối hành lang là cái gì một cầu thang thông đạo đến nơi nào đó hay là quẹo đến một hành lang dài đằng đằng khác cậu không biết do lạnh hay sợ hãi không có tự chủ được dùng mình một cái sau lưng là cái gì cậu vẫn chưa dám quay đầu Lô hà nói đừng quay đầu lại nó chỉ làm tăng thêm nỗi sợ hãi trong cậu mà thôi nhưng càng muốn như vậy lại nhìn không được mà quay đầu cậu đột nhiên nghe thấy một âm thanh tất tốt từ sau lưng chuyển đến Giống như là âm thanh ai đó chậm rãi đi đến Lại giống như có người nào đó đang đập cửa Là cái gì cậu khẩn trương thẩm nghĩ Biết đâu chỉ là ảo giác Một cơn gió lạnh xuyên vật thân cậu lan tràn khắp tứ chi Giống như là bị thúc đẩy bước chân về phía trước Một bước rồi hai bước Cậu ngạc nhiên chính mình bước không hề tạo ra tiếng động Ánh sáng của chiếc đèn pin chiếu vào bức tường kia càng ngày càng lớn cậu lần đầu cảm thấy nếu mà lộ hạ ở đây thì thật tốt bỗng nhiên cậu dừng bước bởi vì đã đến cuối hành lang không hề có cầu thang cũng chẳng có góc quẹo chỉ có một cánh cửa cậu nhìn cánh cửa đó không tự chủ được mà lùi lại phía sau cánh cửa thực cũ nát ngay cả nắm cũng đã bị dì xét cái này cơ hồ không dùng nên đại xây dựng của bệnh viện đồng hoa trên cửa loang lổ vết máu vết máu đỏ sậm như là lũ kiến bỏ khắp nơi chỗ nào cũng giống như từ bên trong chảy ra từng giọt từng giọt rơi xuống chưa bỏ hết vết máu còn vô số vết cào không biết có do thứ gì lưu lại thật sâu và nhợt nhạt cái dài cái ngắn không biết tâm lý của người đó lúc ấy thế nào để lại vô số dấu vết nếu mà nhìn kỹ một chút sẽ phát hiện ra vệt móng tay nhưng người nọ chắc dùng rất nhiều sức Mới có thể làm cho vết móng tay khắc sâu trên cánh cửa gỗ lâu năm như vậy Trên khung cửa là dây tư hồng đủ loại màu sắc Không biết tư hồng xuất hiện từ đâu Cũng không biết là dùng cái gì dính lên nữa Dòng vào khung cửa ngay ngắn trình tề làm khuôn trên cánh cửa Quả thực là... Tôn chính có một chút xúc động muốn xoay người chạy đi Nhưng ánh mắt giống như bị vật gì đó hấp dẫn một lần nữa đối diện vì nó phía sau cánh cửa này sẽ là cái gì một ý niệm kỳ lạ trong đầu đột nhiên xông ra cậu giống như là bị mê hoặc từng bước đi về phía trước bỗng nhiên cậu nghe được một âm thanh rất nhỏ là tiếng của ai đó đang cào có ai đó đang ở đằng sau cào vào cánh cửa âm thanh kia thật kinh khủng cậu cảm giác có ai đó đang cào phía sau mình đến mau cốt tùng thiên Rõ ràng là âm thanh rất nhẹ Nhưng sức lực lại rất lớn Có cái gì đó ở đằng sau cánh cửa Dùng lượt rất lớn đập cửa rồi lại dùng móng tay Hoặc là dùng ngón tay cào Tôn chính cảm thấy tim của mình đập thật nhanh Cậu có thể cảm nhận được sự sợ hãi ở trong lòng Nhưng vẫn bị cánh cửa kỳ hấp dẫn Cậu từng bước đi lại Những dấu vết trên cửa âm thanh bên trong Đều giống như là thúc đẩy cậu đi về phía trước Đến gần nó hơn Cậu vươn tay xuyên qua bóng đêm giá lạnh chạm đến cánh cửa đó. Tôn Chính nắm lấy cánh cửa ngơ ngác đứng nhìn, cúi đầu nhìn ánh sáng đèn pin chiếu dài về phía trước. Cánh cửa bỗng nhìn biến mất, phía trước lại một lần nữa biến thành bóng tối quen thuộc, làm cho người ta hít thở không thầm. Tôn Chính còn trong trạng thái mê mẩn, không biết phải làm thế nào. Chiếc đèn pin sang bốn phía, tự như hành lang dài ngoằn kia đang có thứ gì đó hoạt động. Mỗi cánh cửa góc tường đều cất giấu những bí mật không thể nói Những bất an trong suy nghĩ ảo tường lặng lặng Theo ánh đèn pin chưa vào trong quần áo của cậu Lạnh lẽo rắn vào da thịt gắt cao bám lấy Cậu vỗ vỗ đầu muốn cho mình thanh tịnh một chút Có lẽ do quá sợ hãi Lại thấy mình quay về trước cánh cửa kia Không, không trở về phòng hồ sơ Nhưng trước mắt của cậu là một cái hành lang dài Cánh cửa đó đâu Tôi đến đây bằng cách nào tại sao lại có cánh cửa đó khi đó màu đỏ kia mạnh mẽ tiến vào đầu của cậu cảm giác choáng váng lập tức bao phủ cơ hồ như sắp ngã đến nơi cậu theo bản năng vươn tay chống vào tường Tuần chính mất một thời gian lâu mới đem hình ảnh kia loại ra khỏi đầu cố gắng hoạt động đầu óc cậu phải bảo trì thần trí của mình thanh tịnh nếu không đoàn ký ức về căn phòng kia điên cuồng và hỗn loạn sẽ kiếm cứ lấy cậu Chắc có lẽ người không cần cẩn thận nhập huyệt Đứng ở trong bóng đêm lo sợ đến điên loạn đi Điểm này lộ hà đương nhiên là không nói cho cậu Nhưng mà tôn chính nhận ra từ trạng thái bất ổn của chính mình Lộ hà nếu mà lộ hà ở đây thì thật tốt Cậu nhìn không được lại một lần nữa nghĩ như vậy Khi nào thì mình ỉ lại người khác đến thế Công chính như vậy mới tin tưởng rồi lại một lần bị lừa dối Hơn nữa trước lúc cậu nổi giận với lộ hà đã nói gì cậu muốn tự mình tìm đường ra ngoài khó khăn lắm mới bình thường được tâm tỉnh. tôn chính quyết định trước tiên phải tìm đường ra tiến thêm một bước tôn chính cảm thấy hình như là mình đang dựa vào tường vì thế cậu cố lấy dũng khí xoay người ánh sáng đèn pin chọi qua một phòng không phải tường là cửa là một cánh cửa rất lớn đèn pin quang di chuyển về phía trước cậu mới thấy rõ bảng hiệu phòng giải phẫu phòng giải phẫu đây là tầng mấy đây là chỗ nào cậu càng thêm khó hiểu nếu như gặp phải thứ gì đó kỳ quái thì còn có thể giải thích tự nhiên cậu đang đứng ở phòng hồ sơ bỗng như xuất hiện trước phòng giải phẫu phải giải thích như thế nào đây nhớ đến bản đồ và hồ sơ ghi chép ở trên người của mình cậu hít một hơi từ trong túi lấy ra bản đồ mà ra xem một tay của cậu cầm đèn pin một tay cầm bản đồ quả thực có chút bất tiện cậu đành phải để nó lên tường bắt đầu tìm kiếm phòng giải phẫu một người thực sự rất khó khăn ý nghĩ như vậy vừa mới thoát ra liền bị cậu nói ngay tìm qua một lần như không thấy tôn chính giật giật cánh tay lại một lần nữa tìm kiếm xem ra phòng giải phẫu bệnh viện đồng hoa đã chuyển sang nơi mới ai lại ở lầu chính cố nát xây dựng phòng giải phẫu chứ nhưng mà cậu bị mấy dấu gạch chéo trên bản đồ hấp dẫn Lúc nãy hoàn toàn không nghĩ nó lại ở đây, cho nên không có chú ý. Bây giờ cậu nhìn thấy, trong đó có một dấu bên dưới còn viết phòng giải phẫu, bởi vì bị màu đỏ che khuất cho nên rất khó để phân biệt. Cậu vẫn ở tầng 3, nhưng mà là ở bên hành lang khác, cách phòng hồ sơ chỉ còn một đoạn hành lang. Nhưng dấu gạch chéo màu đỏ, dấu gạch chéo màu đỏ đó có ý nghĩa gì? Cậu lập tức nhớ đến hình như đã từng có nói qua là những nơi không tốt không tốt thế nào mới là không tốt cậu đứng đây cũng đã lâu tại sao bỗng nhiên xuất hiện một căn phòng phẫu thuật nhìn nắm cửa đó hình như cũng đã rất cũ cậu bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng mặc kệ nó xấu thế nào cậu phải lập tức rời khỏi chỗ này tìm được nơi an toàn tiếp theo cậu nhanh chóng nhìn thoáng qua bản đồ lầu ba chỉ còn một chỗ an toàn đó là phòng khám ngoại khoa tầng 3. Cậu đại khái như vị trí của nó, cố lấy dũng khí để chiếu xuống đất. Kỳ quái là vết máu ác mộng trên kia đã không thấy, nó sàn sạt đi trên tường cũng không có. Không có thời gian tự hỏi nó có xuất hiện hay không, tuần chính đem bản đồ cất vào trong túi, liền hướng phòng khám ngoại khoa bà chạy đến. Đèn pin quang xác định chỗ của cậu thoát ra khỏi căn phòng phẫu thuật đỏ thấm kia, cậu thở nhẹ một hơi duỗi tay mở cửa giống như kỳ quái giống như là bị điện giật vậy đó nhưng mà cậu không có chút do dự cầm lấy nắm cửa mở ra cậu liền đi vào một nơi để bóng tối khác lấy đèn pin quét xung quanh phòng khám ngoại khoa ba tâm lý của tôn chính có chút không xác định phòng khám ngoại trừ có một số thiết bị bàn công tác giá sách cậu cũng không có thấy những vật che đậy như là lộ hạ đã nói có thể cản trở những thứ đó vậy nơi này vì sao lại an toàn bởi vì sai lầm nhất thời mà đi vào khoa đông y cảm giác lửa thiêu đốt vẫn còn khắc sâu trong tâm trí của cậu lầu hà còn nhắc tới gì nữa không lầu hà bây giờ như thế nào một mình hắn ở trong phòng hồ sơ chân lại không đi được phát hiện mình lại suy nghĩ đến lộ hà cậu vô đầu mình phải tập trung tinh thần trước tìm hiểu thử xem chuyển cánh cửa kia đi Cậu tự nhủ kéo ghế ngồi xuống lại mở bản đồ. Lúc này cậu rất tỉ mỉ trên bản đồ. Cậu không phát hiện ra lầu chính của bệnh viện Đồng Hoa có cùng kết cấu với cái hành lang kia. Lầu chính của Đồng Hoa ở cuối mỗi hành lang đều có một căn phòng. Tỉ như là cuối hành lang lầu 3 là căn phòng giải phẫu và bên kia là phòng hồ sơ. Trong đó một bên là nhà vệ sinh. Nhưng mà từ trên bản đồ cho thấy không có hành lang nào phía cuối là tường cũng không có căn phòng nào kỳ quái như vậy vậy thì nơi vừa rồi rút cuộc là địa phương quỳ quái nào có lẽ là một giấc mơ hoặc là một loại ảo giác có lẽ do hỗn loạn kỳ thần cầu vẫn ở tầng 3. về phần tại sao lại đến được một hành lang khác có thể là do quá hoảng loạn chạy đến tuy biết rằng loại lý do này rất hoang đường nhưng khi đó tối như vậy chạy loạn một hồi lại đến không chừng tôn chính tạm thời thuyết phục mình như vậy Cậu xem lại ghi chép Biết đâu bên trong có những chuyện liên quan đến nó Cậu liền lấy ra hồ sơ ghi chép Toàn bộ sự tình vẫn theo vết máu ở tầng 3 kia bắt đầu Ghi chép về tầng 3 rất dễ tìm Nhưng mà cậu trước tiên vẫn tìm từ năm 99 cho đến năm 2002 Tìm kiếm xem ở trên giấy có mấy từ mấu chốt như là tầng 3, dấu vân vân. Trên đó cậu vẫn dừng lại vài lần nhưng mà mỗi lần đều thất vọng phát hiện ra chủ đề không phải về vật đó ở tầng ba đồng hoa thật vất vả mới từ sau ghi chép của lý đình tìm được vài tờ tìm được một phần thuật nhìn có liên quan đến những thứ như là tầng ba dấu chưa viết rõ ràng tinh tế hình như là của một người có học thức cao cậu chú ý người ghi lại nghiêm ương bác sĩ thực tập năm 2001-2002 ghi chép chuyện bí ẩn tại bệnh viện đồng hoa 1999-2002 Người ghi nhận Nghiêm ương Bác sĩ thực tập năm 2001 Năm 2002 Sư Huỳnh đi trước nói với tôi Bác sĩ thực tập bây giờ rất khó khăn Bác sĩ không xem người là bác sĩ Cái gì cũng kêu người làm Bệnh nhân coi ngươi là bác sĩ Chuyện gì cũng đổ lên đầu của ngươi Bị ép buộc như vậy Không làm cũng không được Đến đồng hoa còn phải viết cái ghi chép kỳ quái này Ai nói bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng Nổi tiếng cỡ nào Vừa mới báo danh mấy chị y tá ở tầng 1 liền vui vẻ hớn hở chạy đến xem Ném cho tôi một cuốn tập gì đó rồi nói Tiểu nghiêm cậu mới tới thực tập hả Sinh viên có tri thức ngoại khoa Kiến thức lại rộng rãi Vậy cái này ra cho cậu viết Tôi lật mấy tờ đùa kiểu gì đây Dám chó không kêu Học sinh sinh viên đã không còn thèm sợ mấy cái ngưu quỷ sạt thật này nữa. Nhưng mà mấy chuyện ma quỷ này nếu hay Thì có thể nghe Càng làm cho người ta sợ càng tốt Nhưng kể không tốt Lại không ăn khớp Thì không có ý nghĩa gì cả Ở đại học chúng tôi chuyện ma thì nhiều lắm Cứu như cửu chi Sớm đã có một chuyên môn nghiên cứu những chuyện này Đầu tiên là ảnh quỷ Được rồi câu chuyện đầu tiên Rất có thể sẽ thêm mắm thêm muối Sẽ có chút bí ẩn kỳ quái đủ thể loại Đó là một bệnh viện một tháng trước mấy ngày đó mưa không ngừng mưa không lớn nhưng mà cứ kéo dài tới mấy ngày mấy người ở bệnh viện đều bị ướt ở lầu chính cũng không biết là có bao nhiêu người bị trượt chân ngay tại chỗ bằng bó cũng rất tiện buổi sáng hôm đó trời vẫn mưa rào bệnh viện cũng như trước người đến người đi tôi đóng dù đi đến phòng khám ngoại khoa trên hành lang tất cả đều có dấu chân to nhỏ một mặt cẩn thận bước đi một mặt hướng đến phòng khám ngoại khoa đó Bác sĩ chưa đến Nghe nói anh ấy là bác sĩ ở đây rất lâu Tôi nói cái danh đó vẫn còn phải nhờ vào vận khí mới có được Lão danh y này quả thật cẩn trọng Cần cô lại thật thà Mỗi lần đều đến sớm 10 phút Anh ấy ngồi xuống trần bệnh Tôi rảnh rỗi cho nên làm việc vặt Nhìn bác sĩ lưu tập trung tinh thần Đối phó với cái chân của bệnh nhân đó Không phải là vấn đề gì lớn Vì thế tôi đi đến bên cửa sổ dựa vào giá sách vừa định lấy ra cái máy cắt xét khái niệm tiếng Anh mới nghe một chút. Đột nhiên tầm mắt thoáng qua một nơi kỳ quái, nhưng lại không biết kỳ quái ở chỗ nào. Sao lại như vậy? lời cảm giác này thật khác thường. Tôi nhìn một vòng, bàn làm việc, cửa sổ giá sách, mọi thứ đều rất bình thường. Khoản cửa sổ. Tôi nhìn lại ngay cả người. Trên cửa sổ có tấm kính thủy tinh, những giọt mưa lấm tấm vươn lên đó nhưng mà không làm phai nhạt được trên cửa sổ toàn là những dấu chân nhỏ nhỏ Mỗi hướng lên bên trong Giống như là có gì đó đi từ bên ngoài vậy Tôi nhìn kỹ lại Mấy dấu chân hỗn loạn thành một đoạn Không thể xác định đường có dấu hiệu xuất hiện dấu chân này chưa Nhưng mà tôi đột nhiên cảm thấy lạnh cả người Nơi này là tầng 3 đó Những dấu chân lớn nhỏ này Bất quá cũng chỉ nhìn thấy dấu chân của đứa nhỏ 7-8 tuổi Làm sao có thể đi từ bên ngoài vào nếu như ban ngày nhất định sẽ có người nhìn thấy nếu là buổi tối vậy với độ cao của tầng ba một đứa nhỏ mà nói thì làm sao có khả năng đó tôi lại gần cửa sổ xem xét bốn phía ông dẫn ở bên ngoài cách phòng ngoại khoa ba rất xa mà cạnh cửa sổ cũng không có dấu chân nào lão lưu hôm nay anh có thấy một đứa nhỏ nào không từ cái cửa sổ này vào tôi cẩn thận hỏi bác sĩ lưu anh ấy cũng sừng sốt nhìn về phía cửa sổ lập tức khiển trách. Cậu tiểu tử này mỗi ngày không có chuyện gì làm, già thân giả quỳ là hay. Tôi ngập miệng, dưng mắt thấy y tá lưu vừa cầm đồ vừa sắc mặt trắng bệch đứng ở cửa. Cánh tay còn run nhẹ nhẹ. Phát hiện ánh mắt của tôi, cô ấy vội vàng bỏ đồ xuống nhanh chóng chạy ra ngoài. Có lẽ là thằng nhóc nghịch ngợm kia, cái gì cao ấy, nhà cao. Cao Nhạc Cao không phải là tên Cao Nhạc Cao Nó tên là Cao Nhạc Thiên Tôi sống 18 năm mới gặp được một thằng nhóc như vậy Cũng là bệnh nhân đầu tiên của tôi Thằng nhóc đó có một bộ dạng nhìn rất hoạt bát lại thông minh Nhưng mà vừa rồi ngồi xuống hỏi tên của nó Nó liền bắt đầu dở chứng Làm rất ca bệnh trên bàn của tôi xuống Tôi tốt bụng nhặt lên Miệng của nó liền la Dối chân đập cây bàn Mẹ nó đứng đằng sau cười làm lạnh nói Bác sĩ anh thông cảm dùm tính nó là như vậy đó. Thông cảm, tôi nghĩ nó là bệnh nhân đầu tiên của tôi, lại là một đứa con nít, liền kiên nhẫn một chút, thấy nó bắt đầu chéo chân run đổi. Một bên cầm cây bút bình thường tôi và bác sĩ lưu hay dùng, một bên đắc ý rào rạt. Kỳ quái là kiểm tra qua một lần thằng nhóc này rất khỏe, thực sự là rất bình thường. Có phải do tôi chưa có kinh nghiệm, có vấn đề lại không nhìn thấy, Nhìn thấy vẻ khó xử và nghi hoặc trên mặt của tôi Mẹ của nó kéo tôi qua một bên Yên vui kỳ thật nó không có bị bệnh Cô ấy lặng lẽ nói Tôi thiếu chút nữa thì dậy đứng cả lên Không bệnh thì đến bệnh viện làm gì chứ Không bệnh mà kêu bác sĩ thực tập như tôi đùa giỡn Khó trách bác sĩ lưu lại yên tâm ra thằng bé nhóc này cho tôi Cậu, cậu tùy tiện nói đại lý do gì đó Cho nó ở lại bệnh viện năm ba ngày đi bác sĩ kính nhờ cậu mẹ của nó rất là thành khẩn thật nhìn cũng không giống như là đang đùa giỡn là lý do gì tôi một bên hỏi một bên nhìn thẳng thằng nhóc kia mà ngăn tù lục lọi gì đó cậu ấy lặng lẽ kéo tay áo của tôi hàng năm nó đều như vậy năm nào cũng đến đây ở mấy ngày bệnh viện ai cũng biết cậu giúp tôi được chứ tôi tuy vẫn còn nghi hoặc nhưng là nếu cô ấy nói như vậy bác sĩ liều cũng đã nói vậy tôi cũng chẳng có thể tránh không nói hai lời tôi cho nó ba ngày thuốc ép buộc nó uống thằng nhóc cứ như vậy bị mẹ nó dẫn đi thuận tiện còn ôm hộp sô cô la của tôi cao nhạc thiên nhập viện nghe nói rất giống với phương vách vương vào cửa liền dành tivi bỗng mấy gì cô thúc bác trong phòng của nó bồi nó coi phim hoạt hình chạy nhảy lung tung tìm đồ ăn vặt mấy bệnh nhân cạnh giường cũng bị sai đi bưng trà rót nước hết không vui liền bị nháo hai khóc bà thắt cổ toàn bộ bệnh viện đều đến xem mấy thứ này là tư nghe y tá nói lại chuyện ngày hình như đã xảy ra ba năm hàng năm đều đến làm ầm ý như vậy một trận bệnh viện đồng hoa cũng không làm được gì nghe nói mẹ của nó cùng với bệnh viện có quan hệ nếu mà không làm được gì tấm lại ba giường bên cạnh cao nhạc thiên đều làm thủ tục chuyển giường ai cũng không muốn dính líu tới tiểu phách vương này Tôi quả thật nhịn không được hoài nghi Thằng nhóc này chính là đứa nhỏ ban đêm từ bên ngoài đi vào Lưu lại dấu chân trên cửa sổ Nhưng mà một đứa nhóc mới chỉ 8 tuổi Làm sao có khả năng đó Ngày hôm sau tôi không chịu nổi mấy chị y tá đau khổ cầu xin Nước mắt nhìn đứa nhỏ kia Cậu nhóc thấy tôi thì liền kêu ngạo Nằm trên giường lăn lộn ôm bụng và la đau Chỉ vào người của tôi kêu to lăng băm lăng băm Tố chất không cao, trình độ văn hóa thấp lằng bầm có ý gì nó biết được sao Mẹ của nhóc vừa hoàng sợ vừa sốt ruột Lúc thì nhu bụng cho cậu ta Lúc thì lại hỏi muốn ăn cái gì đứa nhỏ là như vậy Chính là do gia đình quá cưng chiều mà sinh hư Từ vùng bút lên cho nó hai ngày thuốc Đến nhóc kia lập tức khóc lớn Đáng tiếc hành động khiếm khuyết nặn không ra nước mắt Mẹ nó vừa thấy vội vàng đi xuống dưới lầu mua chuối tiêu cho nó Trước khi đi tôi liếc giày của thằng nhóc Quả nhiên kích cỡ có điểm giống với dấu chân trên cửa sổ Muốn chọc tôi sao kéo tay đứa nhỏ qua tôi ẩn ý nói với nó Bác sĩ nghiệm kể chuyện cho con nghe nhé Con muốn nghe chuyện lưng tựa lưng Hay là muốn nghe chuyện phòng này buổi tối có một cậu bé tìm đến Bà vai của Cao Yên rụt lại Trừng mắt nhìn tôi không nói lời nào Tôi vỗ tay thập phần đắc ý đi về mới vừa đi đến lầu chính chợt nghe một tiếng rầm lớn thằng nhóc kia đem chuối tiêu mà nó vừa chạy thật xa mua để ném đi tôi nhớ trước kia trong vườn hoa có chuối tiêu vừa đau lòng vừa tức giận kết quả một đường trở về còn gặp xui xẻo y tá nói cho tôi biết bác sĩ lưu đã xin nghỉ buổi tối trực ban tôi đến thay lần đầu tiên trực ban đêm tôi có điểm hưng phấn đi đến đối diện mua mấy bịch bánh, bánh snack mấy thứ khoai tây chiên cộng thêm một hộp sữa vừa không bạc đãi chính mình lại cũng có thể cùng các chị y tá tạo quan hệ tốt sau khi tan tầm công nhân trong bệnh viện lục đục đi về cho đến khi mà đêm buông xuống ánh sáng một tầng rồi lại một tầng tắt đi tuy rằng viện bộ đối diện còn sáng bên này chỉ có một lầu trạm y tá và phòng cấp cứu là còn sáng thì chỉ có cửa cầu thang tối om còn có cửa sổ bị gió đánh vào tạo ra âm thanh thật yên lặng tôi một mình ngồi trong phòng cấp cứu không nơi nương tựa ngồi ăn khoai tây chỉ nghe tiếng vui cười cửa phòng y tá mới khiến tôi cảm thấy có chút nhận khí tiếng báo thức tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường làm cho căn phòng yên tĩnh trở lại ngoài cửa sổ cũng một mảnh tối đen gió lạnh mang theo mưa phùn luồn vào cửa sổ như ai cúi đầu nói khẽ giờ này mà kể chuyện ma là hết bài không qua thật giờ này quỷ rất dễ dàng hoạt động nhất Tôi lập tức nghĩ đến những trận âm phòng không biết từ đâu xuất hiện ở bệnh viện đồng hoa u ám này. truyền thuyết trong này có một bác sĩ trực đêm, một mình ngồi xuống trong văn phòng, xem sách, lại đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân rồn rập, vòng vòng ở hành lang trống trải, sau đó lại biến mất. Câu ý tán nói đó là quỷ hồn vừa mới chết đi ở bệnh viện quanh quẩn. Đôi khi cũng sẽ phát hiện cửa tự nhiên mở ra, vô thành vô tức, không biết đã mở bao lâu. Tôi không biết bóng đêm yên tĩnh ngoài kia sẽ dẫn theo thứ gì tiến vào. Có lẽ đã lặng lặng đứng trên cạnh bạn thật lâu mà bạn không hề biết. Nghe như vậy tôi cảm thấy liền run rẩy, quay đầu nhìn cửa, uống một ngụm sữa định thần. Công lắm thì cả đêm nay nhìn chằm chằm vào cánh cửa này. Ở phía sau thì tiếng điện thoại từ phòng y tá làm cho tôi yên tâm một chút. Điện thoại vẫn vang vài tiếng nhưng không có ai tiếp mấy cô y tá đang không phải ở đó hay sao? Tôi kỳ quái nghĩ. Sau đó điện thoại lại đột nhiên im lặng. Sẽ không phải là điện thoại cần cấp cứu chứ? Chẳng lẽ là người nọ sống chết trước mắt ôm hy vọng, gọi 120. Bệnh viện thông thả từ từ đợi gieo 2-3 tiếng. Không phải điện thoại quẩy phá, đồng ý nghe. Đáng tiếc chỉ gieo đủ 3 tiếng. Mấy cô y tá này đang làm gì? Ở phía sau điện thoại lại vang lên. Tốt lắm bà tiếng mấy cô nghe mau Tôi nghe điện thoại reo không biết sao lại cảm thấy rất phiền táo Cửa lạch sạch mở ra Sẽ đến mức khoai tây trên tay của tôi đều rớt xuống Cô y tá đứng đằng kia sắc mặt trắng bệch Tiểu nghiêm cậu điện thoại phòng khám ngoại khoa của cậu gọi đến Cái gì điện thoại của chúng tôi Tôi không hiểu gì đi đến phòng của y tá Mấy y tá nhìn tôi cứ như thấy quỷ vây quanh cái điện thoại kia động cô không dám động Điện thoại vẫn còn đang vang Tôi đi qua nghi hoặc nhìn về phía điện thoại Tim đột nhiên đập mạnh Biểu hiện điện thoại báo trên điện thoại Là số nội tuyến của chúng tôi phòng ba ngoại khoa Nói cách khác là phòng ba ngoại khoa chúng tôi gọi đến Bây giờ phòng ba ngoại khoa hẳn là một mảnh hắc ám Tôi trái phải nhìn y tá Các nàng đều khét cả kinh lui thành một đoạn Còn kém không thét trói tay của tôi được rồi Vì biểu hiện nam tính khí khái Tôi liền cầm lấy điện thoại Đem ống nghe nhét vào bên tai Alo Bên kia không có tiếng động Không thể nào quỷ nửa đêm sao Tôi thử nói dỡn, Muốn làm cho không khí dịu đi một chút Mấy năm trước quỷ nửa đêm này rất nổi Tôi ở đại học còn mấy anh chị xem qua mấy lần Một trận tạp âm ở đầu dây điện thoại kêu vang lên Ngay đến cả người tôi toàn nổi ra gà lại không thể ở trước mặt y tá lộ vẻ sợ hãi ai đó tôi hỏi lại giống như giống như tạp âm trong máy thu âm âm thanh này làm tôi thập phần bất an tôi liền cúp điện thoại quay đầu đối với các cô cười rồi nói ai dễ như vậy chứ trò này cũ quá rồi tôi lên lầu thử xem tuy rằng nói là như vậy nhưng tôi lại không có gan lên xem đúng rồi mấy người tuần tra ca đêm chẳng lẽ không phát hiện ra chuyện gì sao Y tá lưu mở miệng Mấy hộ sĩ khác lắc đầu Y tá trưởng đâu Tôi hỏi mấy cô ấy Là tôi Y tá lưu đứng dậy Tôi và cậu lên đó nhìn thử xem Tôi liền há miệng Cậu ấy nói như vậy tôi không thể không đi Ánh mắt không khỏi liếc về phía cầu thang sâu ám bên cạnh hành lang Trong lòng kêu khổ Đi thôi Cậu ấy khẩu khí thập phần đáng tin nói Xoay người dặn dò mấy y tá vài câu liền hướng cầu thang mà đi tới. Mới vừa đi đến cầu thang nghênh ngang đón tôi là một bóng đêm dày đặc khiến tôi không thể thở nổi. Chuyện này so với việc đi tiểu đêm ở đại học còn khó chịu hơn. Bất đắc dĩ tôi phải mở đèn pin vì để thoải mái hơn tôi trò chuyện với liều y tá. Cây kiềm xin lỗi tôi mới đến đây làm việc cho nên là không biết tên của chị ở cầu thang trống rỗng tiếng bước chân thật rõ ràng vang vọng trong không gian Tối tôi là Lưu Quần Phương Tiểu nghiêm cậu vượt tốt nghiệp đại học phải không Tôi kỳ thận cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu Không cần khách khí như vậy Gọi tôi là Quần Phương là được rồi Cậu ấy cười rộ lên Không khí lập tức thoải mái hơn rất nhiều Còn trẻ như vậy đã làm y tá trưởng Tôi giống bọn họ gọi chị Quần Phương là được rồi Tôi một mặt cùng cô ấy nói chuyện Một mặt chú ý bốn phía xung quanh cầu thang Tiểu nghiêm Cậu có cảm thấy bệnh viện này kỳ quái không? Tôi run sợ cố gắng thích ứng với bóng đêm Bị cô ấy hỏi lắp bắp kinh hãi Thế nào làm sao kỳ quái Dấu chân của cậu thì hôm nay cũng không kỳ quái sao Cô ấy hình như đã sớm đoán được phản ứng của tôi Quay đầu nhìn tôi Ánh mắt ở bên trong bóng tối thập phần sáng ngời Tôi không nói gì cả Cậu, cậu tin trên đời này có quỷ không Cô ấy hỏi tôi một lần nữa Là một bác sĩ tôi không tin Tôi thành thật trả lời nhưng có chút trột dạ. Không có quỷ nhưng mà cầu thanh âm trầm này luôn có một cỗ lạnh băng áp bức hơi thở vào nhịp tim của con người. Câu ấy cúi đầu dùng âm thanh rất nhỏ lầm bầm gì đó. Tôi mơ hồ nghe được là nếu có vậy thì tốt. Ngôn ngữ đáng sợ như vậy xuất ra từ miệng của một y tá. Tôi tin là do mình nghe nhầm. Câu ấy có lấy dũng khí tiếp tục tiến về phía trước. Vừa mới đi lên lầu ba Không hiểu vì sao tôi cảm nhận có chút không thoải mái Lại nghĩ đến tiếng bước chân trên hành lang Những cơn gió quỷ dị Chị quần phương không chút nào để tâm Đi về phía phòng khám ngoại khoa ở tầng 3 Chú tôi nhanh chóng bước đến cửa phòng khám ngoại khoa Cảm giác thấy lạnh cả sống lưng Trừ bỏ ánh sáng đèn pin trước mặt Tôi như thấy toàn bộ bóng đêm bao quanh đều như một góc khuất nào đó Lặng lặng nhìn chúng tôi bỗng nhiên có một tiếng động thật lớn phát tan bầu không khí yên tĩnh này trong phòng văng lên một tiếng thật lớn chẳng lẽ lại đứa nhóc kia thực sự ở trong này quậy phá thật to gan cũng không sợ quỷ nửa đêm tìm đến hay sao chỉ quần phương nhanh nhẹn mở cửa mới phát hiện cửa đã khóa giờ phút này lại mở không cần tốn sức liền mở ra bên trong cái gì cũng không có chúng tôi lấy đèn pin quét qua một vòng căn phòng cũng không tính lớn này giá sách ghế ngồi cái bàn hết thầy đều bình thường không có vấn đề gì cả bất an ở trong lòng tôi lại nhiều hơn không có gì cả tôi lập tức nghĩ đến liền chuyển đèn pin đến cửa sổ dấu chân một loạt dấu chân tôi cùng chị quần phương hai mặt nhìn nhau sắc mặt của cô ấy trắng bệch mà tôi chắc cũng không tốt hơn đâu một bàn tay lau mồ hôi một chân đi vào trong phòng quả nhiên cửa sổ mở ra gió lạnh vù vù thổi vào đập trúng miếng tủy tinh ở trên cửa. Trên cửa sổ có hai dấu chân mới, mỗi chân hướng về bên trong, giống như là từ bên ngoài đi vào. Lần này vẫn là dấu chân của con nít khoảng 7-8 tuổi. Ánh sáng theo dấu chân kia di động, một đường từ cửa sổ đi xuống, cuối cùng dừng ở cánh cửa. Tôi chạy nhanh ra bên ngoài, chiếu xung quanh. Tôi và chị Quần Phương đều mang giày, bởi vậy không có dấu chân. Mà dấu chân này chỉ dừng lại ở cửa rồi biến mất. Chẳng lẽ tiếng đập lớn kia là nó mở cửa sổ đi vào, đi đến cửa mở cửa rồi chạy đi đâu? Chị Quần Phương, chị thử hỏi mấy anh trực ban xem có thấy ai xuất hiện ở đây không? Tôi đi xung quanh tìm xem. Tôi nói với chị Quần Phương nhưng chân đều nhún cả ra. Chị Quần Phương trả lời xong liền chạy lên lầu. Tôi ở lại là một ít chuyện cần làm. Ngày hôm sau tôi tự ác mộng tỉnh lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 4 của bộ truyện này.